Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Trung Con sắp bị khởi tố vì lại bị phát hiện liên quan đến một vụ án mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 8 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan do C03 khởi tố từ ngày 27 tháng 4 năm 2020. Được biết thì đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra về vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, và được biết thì hành vi của ông Nguyễn Tiến Hùng có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C của Đức để sử dụng xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn thành phố Hà Nội, mà công ty cung cấp sản phẩm Redoxy-3C của Đức này thì do chính gia đình của nhà Chung Con độc quyền phân phối. Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên thì vụ án nêu trên là một trong 3 vụ án hình sự có liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, người vừa bị đình chỉ về Đảng và chính quyền để làm rõ trách nhiệm trong các vụ việc có liên quan. 2 vụ án hình sự khác được xác định liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung là vụ án buôn lậu, vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong việc xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Vụ thứ hai là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án mới đây. Trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thông tin ban đầu cho biết là từ năm 2016 đến quý 1 năm 2019, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội đã ký hợp đồng với công ty Arctic mua chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước hồ, là thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích theo dự toán đặt hàng với giá mua chế phẩm được liên ngành chấp thuận và thành phố đồng ý. Khối lượng sản phẩm Redoxy-3C do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội mua là 403.040 tấn, giá trị 137 tỷ Việt Nam đồng. Cũng trong khoảng thời gian nói trên thì Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội đã sử dụng 380,6 tấn khối lượng Redoxy-3C, tồn kho là 22.448 tấn. Từ ngày 22 tháng 8 năm 2016 đến ngày 20 tháng 10 năm 2016, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội đã sử dụng 2.024 tấn xử lý thử nghiệm tại các hồ Giáp Bát, Hố Mẻ, Ba Mẫu theo văn bản số 308 trên UBND-DT của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 5,4 tấn xử lý sự cố cá chết Hồ Tây từ tháng 10 năm 2016 đến nay, và sử dụng khoảng 344,8 tấn hóa chất Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm lần đầu tại 83 hồ, duy trì chất lượng nước 85 hồ ở nội thành. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận quyết định đình chỉ công tác từ cơ quan về Chung Con đứng trước cổng lưỡng lự không dám bấm chuông, lúc nãy chuẩn bị xuống xe, tài xế dúi cái túi màu đen vào cặp táp cho ông Chung. Chung Con lôi trong cặp táp ra một vật gì giống như cuốn sách, mở ra đọc vài trang rồi gấp lại, rồi bỏ cuốn sách ấy vào cặp táp. mới bấm chuông. Chị vợ anh Chung mở cửa hàng ngày thì mặt mẹ, vui vẻ và ôm chầm lấy chồng, nay thì không như thế, mở cửa xong quay lưng đi vào nhà. Vừa vào đến nhà, ông không để cho Chung nói gì, vợ lên tiếng: "Em nghe tin rồi, bây giờ thế này thì không được, hoặc là chúng ta ly dị ra tòa trên danh nghĩa để tài sản chia hai, nhưng chúng ta vẫn sống như vợ chồng, kẻo cái đám thằng lú nó lại dụi cho anh vào lò là về tay không, hoặc là anh thu xếp coi bạo thằng út nó sắp xếp tìm đường mà đi qua bển thôi, nhanh lên không là không kịp nữa." Chung mặt buồn rười rượi và đầu óc thì quay cuồng, cũng cố trấn an vợ: "Để tôi lo." Lo là lo thế nào? Ông nói thì có mà tin, chữ ký ở đồng tâm mực chưa ráo, ông còn quay ngoắt 180 độ với đồng chí của ông. Tôi thì sao mà có thể nói là ông nói, làm sao tôi có thể tin được? Chị vợ quát lên. Anh Chung còn không muốn lời qua tiếng lại, vội vàng rút túi gói thuốc Thăng Long ra châm lửa và nói: "Bà nhắc vụ đồng tâm tôi mới nhớ, gần đây trên mạng xã hội nhiều thầy phong thủy nói vì liên quan đến đồng tâm nên tôi bị thế này. Nhưng quả thực tôi tiếng chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhưng vụ khủng bố đồng tâm tôi đâu có biết gì. Tôi chỉ ký giải cứu anh em cơ động năm 2017, còn vụ tấn công giết cụ Kình, đồng chí Kình, tôi không hề biết. Và vụ đó thì anh Tô, bác Bảy và chủ lò Tôn làm, chứ tôi cũng muốn cũng khó, và bà vợ thì quặt lại vậy. Ông tối đó cũng đi vào phủ chủ tịch theo dõi tình hình đồng tâm, ông tham mưu làm vụ đó chứ ai mà cãi." Chung hết đường chối và nói: "Thì cả đám chứ riêng gì tôi mà chị tôi bị thế này. À mà nhắc tới đồng tâm mới nhớ, hay bà mai chuẩn bị đồ về dưới đó cúng xin lỗi cụ Kình đi." Bà vợ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, hỏi lại: "Ông không tính qua Mỹ sao? 3 biệt thự ở Cali, một cái ở New York, gửi tiền ngân hàng Thụy Sĩ, bao nhiêu đất đai nhà cửa Hà Nội, ông định giao nộp chủ lò à?" "Bà cứ tiếc tiền, đó là mồ hôi xương máu của dân chứ của gì chúng ta đâu. Thắng làm vua, thua làm giặc. Tôi là đảng viên kiên trung của đảng, một tướng công an xuất sắc, đâu phải là thằng họ Trịnh chết xó chạy sang Đức đâu. Mà có chắc chạy thoát không? Lò nóng lên rồi, củi tươi vào còn cháy đấy. Qua đó rồi ít tháng tôi phải lên tivi đầu thú. Như vậy không được." Chung còn ngụy biện để trấn an vợ. Vợ nghe có lý và dè dặt hỏi: "Vậy giờ không còn cách nào để giữ khối tài sản đấy sao?" Chung quát: "Của thiên trả địa, hôm nay tôi thất thế không phải tôi xấu. Kẻ đốt lò trong sạch mà thằng nào cũng như thằng nào bà ạ. Từ tổng bí thư tới thôn trưởng, có thằng chó nào mà không tham ô, mà bày đặt dậy đời trong sạch. Đôi khi ngồi họp nhìn lão đầu bạc, miệng thì nói chống tham nhũng, nhưng tay thì đút phong bì không kịp, mà tôi muốn đấm cho nó một phát. Tôi lạ gì chúng nó." Chúng con mạnh mẽ nói: "Tôi là tướng quân, có làm thì có chịu, nay yếu thì giặc thế thôi." Nói xong thì anh Chung vội vãng bước lên phòng, cặp táp bỏ lại ở dưới ghế chưa kịp mang lên. Bà vợ lén lút nhìn vào xem bên trong có gì, mở ra thấy cuốn sách Cẩm nang nuôi tù của tác giả Phạm Đoàn Trang, ký tên người tặng là Nguyễn Lân Thắng. Vậy là bà vợ vớ được như vàng, và nghe tên cuốn này từ lâu rồi, bây giờ mới được đọc. Chị vợ nghĩ thầm để đọc dần, ngày đọc ít trang, cố nhớ thuộc từng chương mới được. Để làm gì? Bà tựa vào ghế tự hỏi lòng mình, và mắt cứ nhìn xa xăm. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 11 tháng 8 ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Diễn biến xảy ra sau các đồn đoán nói rằng ông Chung sẽ bị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật và tống vào tù. Quyết định ngày 11 tháng 8 của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc nói việc tạm đình chỉ để xác minh, điều tra, làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định nêu trên. Ông Nguyễn Đức Chung là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2015 đến nay. Báo Thanh Niên đưa tin Bộ Chính trị đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng Bộ, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Trong quá trình công tác, ông từng được khen thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất 2009-2012, Huân chương Chiến công hạng 3 1998, 2001, 2009, Anh hùng lực lượng vũ trang tháng 10 năm 2004. Báo Tuổi Trẻ nói họ đã nói chuyện với Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an ngày 11 tháng 8 năm 2020 và ông này cho biết theo điều tra ban đầu thì Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án. Vụ thứ nhất là vụ buôn lậu, vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Thứ hai là vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Thứ ba là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Và mới ngày hôm qua đây thì Bộ Công an đã khởi tố tiếp ông giám đốc của Công ty Thoát nước Hà Nội cũng liên quan đến Nguyễn Đức Chung. Vậy đây là vụ án thứ tư liên quan đến cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chung con Nguyễn Đức Chung. Trước đó đã có quyết định khởi tố bắt giam 2 cán bộ gần cận với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và một nhân viên của Bộ Công an thuộc phòng C03 Bộ Công an. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 22 tháng 7 phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can. 2 bị can gần cận với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là Nguyễn Anh Ngọc, cán bộ phòng thư ký biên tập tổ giúp việc và Nguyễn Hoàng Trung, lái xe riêng của ông Nguyễn Đức Chung. Bị can thứ ba là Phạm Quang Dũng, cán bộ Công an quận, Công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu C03. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật trong vụ án Công ty Nhật Cường do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. Bản tin trên trang của Bộ Công an đã đưa. Thưa quý vị và các bạn, một Thứ trưởng Bộ Công an vào cuối tháng 6 cho biết đây là đại án tham nhũng rất nghiêm trọng, được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là trưởng của ban này. Bộ Công an khởi tố vụ Nhật Cường hồi tháng 5 năm 2019 và C03 là nơi thụ lý điều tra vụ án. Tổng cộng có 26 bị can cho tới lúc này và là bị can chính là Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đang bỏ trốn. Bị can Huy hiện đang bị truy nã quốc tế, đã bị khởi tố 4 tội danh, trong đó có tội buôn lậu và rửa tiền. Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Quang Huy, mới đây cũng đã bị bắt để điều tra về tội buôn lậu. Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm từng nói bằng mọi biện pháp, cách gì có thể làm được thì đều làm để bắt cho bằng được Bùi Quang Huy. Trong số các bị can có cả cựu Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội và Chánh văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư. Vụ án Nhật Cường được báo chí đăng tải nhiều trong những tháng qua sau các hoạt động kinh doanh trúng thầu liên quan đến một số dự án thuộc Thành ủy thành phố Hà Nội bị cho là có sai phạm. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị và bất đồng chính kiến tại Hà Nội, nhận định rằng việc ông Chung bị cho lên thớt trong thời điểm sắp diễn ra đại hội đảng nhiều khả năng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông. Ông A nói dư luận Hà Nội nhiều tháng nay bàn tán rất nhiều về việc ông này đi, về tranh đua thù hằn lẫn nhau. Chuyện đấu đá là chuyện hiển nhiên của Đảng Cộng sản Việt Nam từ xưa đến nay rồi, ông A lập luận. Nhất là trong thời kỳ sắp sửa xảy ra đại hội thì các phe phái lại tăng cường đấu đá để tranh giành các ghế quyền lực nhất. Ông Chung vốn là tướng công an sang làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nên chưa biết chừng việc đấu đá xuất phát từ chính nội bộ của ngành công an với nhau. Phe này đánh phe kia chẳng hạn, ông nói thêm. Theo lời của Nguyễn Quang A thì khi tài xế riêng và thư ký của ông Chung bị bắt để điều tra trước đó thì mọi người cũng có thể đoán được kết cục của ông Chung nên bản thân ông không cảm thấy bất ngờ. Đánh giá về thành tích của ông Chung sau 5 năm nắm quyền thì ông A cho rằng ông Chung là người năng nổ quyết liệt. Ông ấy khá là năng nổ và ông ấy làm việc rất quyết liệt, nhất là trong các việc chống đại dịch virus Vũ Hán vừa rồi và một số việc làm khác như trồng cây. Ông A nói, và những biện pháp cứng rắn của chính quyền Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng dù không phù hợp nếu xét về tiêu chuẩn nhân quyền nhưng hiệu quả chống dịch nói chung thì được đánh giá là tốt. Giới hoạt động chỉ trích ông Chung về cách xử lý tranh chấp đất đai tại làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cách này 3 năm. Khi đó thì Lê Đình Kình, lãnh đạo phong trào đòi đất, đã bị đánh gãy chân. Dân làng Đồng Tâm bắt giữ 38 quan chức của huyện Mỹ Đức và cảnh sát cơ động để giải quyết bế tắc. Ông Chung hứa với người dân Đồng Tâm và chính quyền sẽ không truy tố vụ việc, nhưng đã nuốt lời. Ông ấy đang giải quyết tương đối êm thấm vụ ấy, nhưng lại nuốt lời, không biết đó là do ông ấy hay cấp trên của ông ấy ép ông ấy phải làm như vậy. Về khả năng ông Chung có trong sạch hay không thì ông Nguyễn Quang A nói không có chuyện trong sạch đâu, không có một ông nào trong sạch cả, ông Chung cũng trong một đống ông ấy mà thôi. Cái guồng máy ấy tạo ra những con người bẩn thì ông Chung cũng không thể thoát khỏi việc tham nhũng bẩn thỉu được. Ông A bình luận với ý nhắc đến hệ thống của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhận xét chung về ông Chung và nhà quan sát này cho rằng dù có làm được một số việc nhưng không đủ bù đắp được những thất bại ở Đồng Tâm. Nhà quan sát chính trị, nhà báo Quang Hữu Minh thì nhận định vấn đề ở chỗ là ông Nguyễn Đức Chung không đủ chiều sâu chính trị cần thiết để ngồi cái ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thật ra thì ông Chung là một người lính chiến, thành ra những vị trí mà cần tính chiến đấu xông xáo thì anh Chung là hợp lý và anh cũng chỉ nên làm ở vị trí đó thôi. Còn khi về làm công tác quản lý một thủ đô như Hà Nội thì anh không làm được đảng yên tâm và cán bộ cấp dưới thì nhiều người họ phản ứng. Cái cách mà Chung còn để cho vợ làm siêu thị Minh Hoa, để cho con trai làm trực tiếp vụ mua bán hóa chất, xử lý nước thải Hồ Tây, đó là cái mà ở tầm chủ tịch thủ đô Hà Nội không nên làm. Điều đó sẽ làm mất lòng cấp dưới, còn cấp trên thì từ lâu đã tin đồn là ảnh để cho Nhật Cường quản lý dữ liệu cư dân Hà Nội và nhiều người cho rằng Nhật Cường lại có vốn từ Trung Quốc. Nếu dữ liệu dân cư Hà Nội, một bí mật quốc gia mà có vốn Trung Quốc thì không ổn. Và dư luận cũng đặt ra câu hỏi rằng thì khi nào Chung còn sẽ bị tống giam. Ngay sau khi thư ký và lái xe của Nguyễn Đức Chung bị bắt thì dư luận cho rằng trước sau gì thì Nguyễn Đức Chung tức Chung còn, theo nhà báo của ông Ngô Nhật Đăng, hai người có liên quan đến Chủ tịch Hà Nội bị bắt với các cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước thì Chung còn cũng không thể thoát. Ông nhận định, chúng ta đều thấy chắc chắn rằng sắp tới thì kịch bản sẽ không mấy gì tốt đẹp cho Nguyễn Đức Chung. Ta thấy họ chỉ xử lý trong nội bộ tất cả những chuyện khi động chạm đến sự đoàn kết của Đảng. Một khi được công bố trong công luận như báo chí đã đăng trong thời gian vừa qua thì coi như số phận sinh mạng chính trị của Nguyễn Đức Chung coi như bị đứt. Trung tá quân đội Đinh Đức Long nhận định khả năng Chung còn sẽ bị bắt trước đại hội 13. Ông phân tích, tại sao họ bắt lúc này? Lúc này đại hội đảng đến các cấp thành phố rồi và ông Chung là ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và là Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, nghĩa là ông trong ban thường vụ. Đình chỉ sinh hoạt đảng nghĩa là gần như chắc chắn ông bị loại khỏi Thành ủy thành phố Hà Nội. Quy trình của họ là phải làm như thế. Nhiều khả năng là Chung còn sẽ bị bắt. Trời cao thì có trời cao hơn và họ làm như thế thì tôi nghĩ là họ đã có bằng chứng rồi, không đơn giản đâu. Nhà báo Minh Hữu Quang thì cho rằng ông Chung chết chỉ là vì vấn đề thời gian. Đa số các quan chức đều có sân sau là doanh nghiệp nhưng họ không làm trực tiếp như ông Chung và khi ăn thì cũng chừa phần cho người khác. Nhiều người cũng nói rằng Chung con sẽ về ban nội chính, nhưng theo tôi thì khả năng anh Chung sẽ bị xử lý hình sự, sẽ trải qua các bước tố tụng như khởi tố bị can và bắt tạm giam. Nhà báo Hoàng Linh chia sẻ cảm nghĩ về vụ việc này qua bài viết trên Facebook cá nhân với tựa đề Thân nhiệt Chung con. Theo suy đoán của tôi, với những hành động, động thái từ những cơ quan thẩm quyền về mặt đảng và chính quyền, những ngày tự do của Nguyễn Đức Chung sẽ sớm bị kết thúc. Và khi Hà Nội mây đen vần vũ, và tâm trạng của Nguyễn Đức Chung chắc cũng vậy thôi. Và cho dù thì từng là trinh sát, giám đốc công an và mang quân hàm thiếu tướng, nhưng khi đã trở thành đối tượng của đại án thì hoàn toàn khác. Các điều tra viên cao cấp và các kiểm sát viên dày dạn kinh nghiệm sẽ nghiền nát ý chí phản kháng nhanh và luôn. Nhà báo Nguyễn Như Phong vừa có bài chia sẻ liên quan đến Napoleon Bonaparte đã nói, khi Napoleon đi đánh nước Ý thắng trận trở về thì nhân dân Paris đổ ra đường đón viên tướng trẻ mới hơn 20 tuổi với tất cả những sự cuồng nhiệt. Một viên sĩ quan cận vệ nói, xem dân chúng ra đón ngài mới thấy được chiến công của ngài vĩ đại đến mức độ nào. Napoleon bĩu môi, nếu ngày mai ta phải lên đoạn đầu đài thì dân chúng cũng xem đông như thế. Chén đắng của Nguyễn Đức Chung xem ra thì rất khó nuốt, và thôi thì thôi chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi, đưa em tìm động hoa vàng, Phạm Duy, Phạm Thiên Thư. Và khi mà nói thôi thì chỉ là phù vân, đó là câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng khi nói về những kẻ tham lam quyền lực và tham nhũng. Nhưng thực chất, ông có tham quyền lực hay không? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.